đi chơi về trễ và cái kết. Này, trăm năm trăm cõi người ta, chữa tài chứa bệnh chắc bà nghe chưa? Hiệp định Geneva kết thúc vào đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 7 năm 1945. Mày cũng bắt chước vậy đi, mày đi từ đêm tới rạng sáng rồi mới về rồi mày chết cho tao. Thanh minh trong tiếng hả ba? Lễ là tạo hộ kêu ba đằng mày. Thì tao mà biết ổng hả, ổng không đặt mày tan nát như là hả quân Lam Sơn đập quân Đại Minh á, ở trong trận Chi Lăng Xuân Giang từ ngày 4 tháng 10 1427 cho tới 3 tháng 1 1428 cho mày coi. Đầu lòng hay đã bố Nga, thí kêu là chị tới trà nè con. Mày đi được á thì mày đi luôn, như giặc Pháp Mỹ đừng quay lại Việt Nam, chứ đừng có như giặc tao quánh cho đi đã rồi bắt đầu hả cũng quay lại đô hộ ngàn năm. Dưới trăng quyên đã gọi hè, đầu tường lửa lửa quần què đổi lên, đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm cả đời như trâu. Rằng tôi chúc phận đàn bà, ghen tuông thì cũng chết cha nha mày. Quá niên đạt ngoại tứ tầng, mày đâu nhận nổi cái quần đầu vô.